Alo, alo, xin chào các bạn, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái dự án Pool, cái con MODA và NFT S. Đây là một cái dự án có Pool khoảng 10.000 đô la. Con MODA DAO, AIROC các bạn nhé. Dự án này thì nó làm như kiểu kiếm điểm mọi người nhé. Và đây thì mọi người dàn cái email vào đây và ấn vào sign up nha. Và đây thì mọi người nhớ là sau một ít thì nó gửi một cái email về thì mọi người ấn vào copy cho mình nhé. Vào đây thì các bạn thấy là ở đây chúng ta sẽ có một số giải thưởng ở bên dưới như sau. 10x MODA mã thông báo cho 200 người, tức là 200 hàng đầu, người hàng đầu này. 1 ETH được trao cho nhập ngẫu nhiên, tức là trao ngẫu nhiên đấy. 5x 1.000 USDT cho 5 người may mắn trúng thưởng. NFT bí ẩn cho 1.000 mục nhé, hợp lệ hàng đầu. Đấy, đây là những cái giải thưởng của nó mọi người nhé. Thì chúng ta cứ làm thôi và mong làm chúng ta may mắn nhận được NFT này cũng được. Hoặc là cái này. Đấy, hoặc là chia thêm ít ETH này. Hoặc là cái này. Đấy. Và đây thì chúng ta sẽ đầu tiên là chúng ta sẽ ấn vào Register nhé. Enter address này thì chúng ta sẽ dán ví MetaMask nha mọi người. Đây, ví MetaMask dán vào và ấn vào Go. Đấy, nó sẽ tích về thôi. Flow Medium, Resistor, Flow Switcher, làm hết luôn lượt nhé. Đấy, con này khoảng 9.000 người đang theo dõi này. Đấy. Có thông tin các thứ rất là đầy đủ nha mọi người, không cần phải lo. Đây. Mình lưu lại cái này nhá. Hình ảnh. Lưu hình ảnh. Tí nữa để đăng video nhá. Ok, trong cái này thì mình ấn flow nha. Modadao. Dự án này ngon đấy mọi người ạ. Mình cũng check check qua qua rồi. Email best email. Ví Ethereum nhé. Sao tự dưng thanh hóa ở đây vậy má? Dịch nha. Để cho chúng tôi biết một chút về bạn, vui lòng đặt thứ này mô tả công việc của bạn và âm nhạc của tôi là giao dịch tiền điện tử nha. Đây. Cái này là làm lại rồi, xin tài trợ thôi thôi thôi, làm một cái đầu tiên kia thôi nhé mọi người nhé. Đấy, xong cái này, xong cái này, xong cái này rồi. Cái này thì là chia sẻ bạn bè nhé, mọi người ấn vào đây này. Ở Telegram thì nó sẽ hiện ra một cái link, đây là link chia sẻ bạn bè của các bạn nhé. Các bạn copy lấy link giới thiệu bạn bè của mình cùng tham gia. Tiếp theo ở trên này là join Telegram này, Red Twin này. Mọi người join cho nó một cái Telegram nhé. Rồi. Rồi, tắt đi thôi. Trên này thì chúng ta retweet cho nó một cái bài viết này nhé. Đây. Ok chưa? Đấy. Quay lại thì nó tích về cho mình rồi đấy. Thì đầu tiên nữa, sau nữa là đầu tiên nữa. Cuối cùng là chúng ta sẽ phải xác minh cái email. Chúng ta vào email để xác minh cái nữa là xong nha mọi người nha. Đấy, đây, Moda Verify đây. Thì chúng ta nhớ là giới thiệu thêm bạn bè để chúng ta có thể kiếm được các đồng coin thêm nhé các bạn nhé. Tức là chúng ta tăng cái phần may mắn của mình nhé. Dán email và ấn vào sign up tiếp nha. Và đây thì còn 20 giây nữa là kết thúc nha mọi người. Đấy, các bạn sẽ tải game số point của mình ở đây nha. Đấy. Ở trên này thì chúng ta đã làm hết rồi phải không? Coi như là đúng hết rồi, mỗi bạn sẽ nhận được thêm 5 point nhé. Mỗi bạn, mấy bạn này nhanh thế, đã được gần 700 point rồi này. Nhanh quá.
Ok nhé, mình sẽ để link ở bên dưới video cho mọi người cùng tham gia dự án này nhé. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn ở dự án này. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.